Các bạn quay lại thẻ Analyze, ô Space and Zones, chọn vào câu lệnh Area and Volume Computation. Tại ô tính toán này, các bạn phải xác nhận cho tôi là về cái tính toán khối tích ấy, thì đã xác nhận là tính toán theo cái bề mặt hoàn thiện cả diện tích và khối tích. Các bạn lưu ý điều này nhé. Ok. Vẫn trong thẻ Analyze, ô Reports and Schedules, tức là báo cáo và các cái thống kê, các bạn chọn câu lệnh là Heating and Cooling Loads, tải nhiệt và tải làm mát. Thậm chí có thể dùng câu lệnh tắt là LO. Trước mặt các bạn chính là cửa sổ Heating and Cooling Load. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng quan sát được các cái vùng không gian mà ở tầng 1 tôi đã bố trí cho các bạn. Ví dụ các bạn nhìn trên mặt bằng, các bạn sẽ thấy là không gian nào nó sẽ được nhô cao hơn và không gian nào là phi thẳng lên tầng mái. Ví dụ như là Chase là trục kỹ thuật này, sẽ phi từ sàn tầng 1 cho đến hết tầng mái luôn. Còn các cái không gian làm việc thì từ sàn tầng 1 đến cao độ của mặt dưới của trần. Trong thẻ General này, Building Type, các bạn sẽ nhận lại là Office này, vị trí Hà Nội, Việt Nam. Giai đoạn thi công là gì? Là xây mới. Ở Silver Space Tolerance ở đây là thế thì cái không gian nó có kích thước như thế nào, dung size như nào thì nó sẽ bỏ qua. Ở đây đang để 304.8, các bạn có thể nhập về là 300. Kích cỡ như vậy là chúng ta sẽ bỏ qua. Ví dụ như là có những khoảng hở, khoảng hình nêm mà nó kín, nó khá là nhỏ, không ảnh hưởng đến tính toán nhiều, chúng ta sẽ thiết lập cái dung size là như vậy. Các bạn có thể quan sát thằng thẻ Details. Mục đích là gì? Chúng ta có thể nhìn kỹ từng cái vùng không gian một. Ví dụ như các bạn để thấy đây là tôi chọn là East Office, tức là cánh phía đông, đúng không ạ? Và tôi nhấp chọn vào Highlight, nó sẽ hiện vùng không gian cánh phía đông là vùng nào. North Office này, Public Area gồm những thằng nào này, Service Area này, South và West Office. Các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như là tôi chọn Public Area là các cái khu vực chung và nhấp chuột vào biểu tượng là Isolate. Các bạn để thấy trong khu nhìn này, chúng ta chỉ quan sát được duy nhất các cái không gian mà nó tạo lên cái vùng mà tôi đã đặt tên là One này, Public Area. Các bạn có thể nhấp chuột lại vào biểu tượng Isolate này để quan sát toàn bộ cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm, các không gian và vùng HVAC Zone. Bỏ chọn Highlights. Công cụ Heating and Cooling Loads rất hữu ích trong quá trình mà các kỹ sư MFP muốn nhận diện các đối tượng không gian, các cái vùng mình đã tổ chức như thế nào và các cái thông tin liên quan đến vị trí này, loại công trình này, hệ thống nào chúng ta sẽ sử dụng trong công trình này.